Anh chị xin được kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Anh chị ơi, ngày hôm nay mình có một người đang tạo cho mình bất ngờ. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay đó mình có được một cái bí mật, đó là có một người kêu mình sửa soạn rất là đẹp và sẽ có người tới đón mình đi đến một cái nơi nào đó mình không biết. Có cái phần surprise. Đó là cái phần mà ngạc nhiên cho mình, thì mình cũng không biết là cái ngạc nhiên này là cái gì, nhưng mà mình đang sửa soạn rất là đẹp đây, và mình sẽ cùng một cái người bạn nha đi tới một cái điểm để nhận được một cái sự ngạc nhiên surprise cho mình, mà không biết là surprise gì. Thì mọi người cùng theo mình nha, mình đi tới đó để xem coi là có cái gì surprise. Hello, hello, tôi Bossy. Các bạn ơi, các bạn, đây là một người bạn của mình ngày hôm nay đến chở mình đi tới một cái địa điểm surprise, ngạc nhiên cho mình. Mình không biết địa điểm đó là địa điểm gì, và cái người mà nhờ ông ta tới chở mình đi đó là họ nói chuyện với nhau, cho nên mình cũng không biết thật sự đó là cái địa điểm mình sẽ tới là ở đâu. Nhưng mà mình thật sự là rất là vui cho cái lần surprise này giữa buổi trưa hè nắng nóng. Did I surprise you with my beard? Đây là người bạn mà mình quen biết đã hơn mười mấy năm rồi. See, that's what happened. You know, coronavirus, I get corona beard. This is corona beard, yeah. Mọi người cùng theo mình để xem coi là mình ngày hôm nay mình được cái surprise gì nhé. Rất là tò mò đây, mà không biết là thật sự là cái surprise này là surprise gì. Nha mọi người, cùng theo mình nha. Mọi người có nôn không chứ? Em chị nôn quá rồi đó mọi người ơi. Không biết là cái ngạc nhiên gì mà nó làm cho con người của mình cảm thấy tò mò và nôn cả cái bụng vậy đó. Thấy vui quá. Các anh chị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cùng tò mò với lại Angie chưa nè? Coi là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nha. Chờ nha. Now open your eyes. This is yours. Nice surprise. Đây là cái surprise của mình. Tất cả các anh chị và các bạn ơi, đây là một cái chiếc xe Mercedes. Để coi đây là Mercedes gì đây. E450 E450, màu burgundy, màu đỏ bọc đô ha. Hai cửa và mua trần. Wow, it's for me. Oh my god, it's for me. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe mà mình thật sự là mơ ước biết là bao lâu rồi. Từ ngày hôm nay đó thì mình được một cái món quà thật sự là really nice. Raphael, come here. You deserve it. What colors? Beautiful color, beautiful wheels, beautiful love. Yeah. The best thing is a beautiful lady is buying it. Look at that! Wow! Oh my God! Đẹp quá là đẹp đi! Hey, look nice interior. Really nice. Rồi, bảo cả nhà. Bây giờ là mình để cái này lên đây trước. Yeah. Wow! Look at the key. Rồi mình thử cái nghe mọi người ơi.
Thật sự là rất là vui, rất là vui luôn. Để mà có được chiếc xe mà mua trần hai cửa, mà còn thêm là cái màu mà mình rất là thích nữa là cái màu mà đỏ Bordeaux đó các anh chị, cái màu burgundy đó. Thật sự là rất là đẹp. Mình mơ ước dữ lắm, nhưng mà bây giờ thì mới có được cái món quà này của một người đặc biệt, cho nên nó là thật sự hết sức là vui. Mà đặc biệt là vui nhất là nó lại là một cái món quà mà ngạc nhiên, surprise nữa đó chứ. Cho nên nó là mình cảm thấy không biết nói gì hơn, mình cảm thấy rất là vui. Cảm ơn người tặng cũng như là cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã cùng đồng hành với mình, cùng xem mình nói ngày hôm nay. Đẹp quá đi à, quá là đẹp đi à. Nhìn nè. Đang có tới 3 người cameraman mà đang xây quanh mình để mà quay phim đó nghe mọi người. Vui quá là vui đi. Bây giờ đó là mình sẽ phải bước qua bên kia để mình chụp một cái tấm hình mà mình thở cái chân dài của mình ra nha. Đây là những bức hình mà mình chụp liền tại chỗ khi mình lấy chiếc xe. Thật sự là rất là vui các anh chị ơi. Xe này là xe hai cửa mà nó thuộc dòng thể thao, cho nên nó rất là mạnh mẽ và đẹp. Ở Việt Nam thì chiếc này chắc cả khoảng chừng 6 tỷ rưỡi đó các anh chị. Còn ở Mỹ thì rẻ hơn rất là nhiều nha. Khoảng trên dưới 100 ngàn là có chiếc xe như thế này rồi. Mình xin được cảm ơn người tặng cũng như là cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi clip này của Angie nhé. Bây giờ mình ra mình lấy xe mình đi về thôi. Hôm nào rảnh mình sẽ chạy xe mui trần này đi biển và quay clip lại cho các anh chị xem nha. Anh chị ơi, Angie làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ, hay là tiền lời bao nhiêu để refinance căn nhà của mình, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho Angie nhé.